chú này đẹp trai quá, đi vào ngồi bán hàng cứ từ lãnh giờ cứ toàn các bạn thì cứ khen chú này đẹp trai. Bạn ăn lên sao? Đẹp cái ăn xấu thì không khó chịu. Các bạn biết xấu quá cho đỡ mình. Cảm ơn bạn danh thuật 76 mọi người. Cặp hội xả mini hay khe là mình đã lên bán rồi đấy ạ. Tuân Ly ơi, đây là kiểu như là bán vì đam mê thôi. Chú Hải ơi, chú với chị Tú thường qua nhích vậy à, để cháu qua gặp được gặp chú. Không, chú ít lên lắm cháu ạ. Chú ơi, thỉnh thoảng chú lên là có khách, có bạn bè thân thì chú xuống, còn chú ít xuống. Chú đang để cho các anh chị đấy là dưới toàn thanh niên là các chị cảm ơn anh Rong ạ. Phát triển với nhau và chú tình toàn đi xuống. Anh Sô Su Vin ơi, cửa hàng nhà em ở 69 Nguyễn Trường Tộ, Hồn Đất Việt nha. Vừa rồi có mọi người có ai hỏi vòng trầm 108 hạt đúng không? 108 hạt 8 ly. Chính có chị vừa cầm lên. Ngày đâu phải 8 ly đâu em. Đây 108 hạt 8 ly này, anh đang cổ đây. Đấy nó bằng cái đấy đây. Nó là nó đấy. 108 hạt 8 ly. Chú Hải ơi, ai hôm rồi cháu đặt bán trên nick mà đều hết bàn à, hu hu. Sao không có. Gọi chú đi. Gọi về cái số điện thoại cửa hàng của chú này, chú lấy. Đúng rồi, vào cái chủ quản bánh có tích xanh ấy là sẽ có số điện thoại đấy. Đúng rồi, bán vì đam mê mà, bán vì vui là chính ấy. Có loại to hơn đây, 108 hạt 8 ly đây ạ. Đeo rất là đẹp nha mọi người. Một đôi đeo vừa nhá. Mọi người có thể xem qua mẫu chị Tú đang đeo trên tay là vòng 8 ly. Đây, vòng 8 ly ạ. Đấy, có thể là mua một đôi luôn nhá. Cặp đôi nào mà muốn đeo vòng đôi có thể mua một đôi luôn ạ. Mua một đôi và lại yêu nhau khắng khít nha mọi tớ. Cảm ơn bạn Kaylee. Mọi người chồng của chú Hải chất lượng uy tín lắm, cả nhà yên tâm. Đúng rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn anh Hải Tròn nha. Anh Hải Tròn tặng rất là nhiều hoa. Không biết là có liên quan gì đến anh Long Tròn. Em đang treo Long Tròn, Hải Tròn thì em đang treo mà. Mọi người vì tặng quà. Mọi người ơi, mọi người có muốn được săn được cái giá 108 hạt 8 ly này? Mình, cảm ơn bạn Thắng Nguyễn ạ. Lúc chơi rất nhiều người bảo anh ơi tối nào anh nên like em cũng xem đấy. Em follow anh rồi em tặng hoa anh. Rất là cảm ơn các bạn nhé. Mà dù chưa biết mặt. Con ếch ở Hỏa Lò mà chú Long xây. Chú Long ở bên trắng, anh bên lại. Anh nhà làm cái hồ bên này, và anh Long ở bên trắng. Ok mọi người ơi, mọi người lắm rồi. Được lâu lắm rồi. Xếp à. Cái gì gần 30 năm rồi. Anh Trần Hải ơi, chú có bán bức tranh như thế kia nhá anh nhá. Ở đằng ngay đằng sau nhá. Anh có thể đặt mọi trước. Mọi người cái này là đang là giá 600 ạ. 600 và ngày hôm nay. Quên mất chưa xin cho trời làm giá đã ngày hôm nay. Em xin đi xem là bao nhiêu. Vòng cẩm thạch à, cái này hả? Cái này là vòng mà bạch ngọc, cái này bạch ngọc ở Bảo Tín Minh Châu. Cái vòng này xin được giá 375 ạ. 375. Vâng ạ. Mọi người ơi, mọi người, bao nhiêu được xin được bao nhiêu? Được có 15 suất rồi. Được 15 suất giá 375 nha mọi người ơi, mọi người nhanh tay, mọi người sẵn sàng để được săn cái vòng 108 hạt 8 ly này với cái giá là 375.000 chưa ạ? Mọi người có muốn được xem cái giá đấy thì hãy comment cho em chữ muốn ạ. Tức là nhiều lúc mà Tú với cả các cháu ở đây mà nhiều lúc cứ nói bảo mọi người chờ một tí ấy. Nãy mình đang xin trợ giá của TikTok. Đấy chứ đây không phải là cái chiêu trò gì cả mà đây là đang xin trợ giá của TikTok. Thì TikTok sẽ trợ giá cho mình trong các mặt hàng này để bán ra. Chú ơi, chú xây bên lẻ giờ nó hỏng hết rồi chú à. Hỏng hết rồi à? Cao 1m85, chị Tú tư vấn em vừa thì đang Trần Thông vừa đã đặt chưa, em vừa xin được mã rồi ạ. Em lên đi, được có 15 sản phẩm thôi mọi người ơi, mọi người nhanh.